Nha cũng được. Nha ok. Mình nghĩ tiếng nha. Nha là miền Nam luôn á. Chuối. Lấy á. Hoặc không cũng được. Thật ra quà. Hi, xin chào cả nhà. Ok. Cả nhà có khỏe không? Ủa, Christy đang ở một chỗ rất là nổi tiếng. Đó là nổi tiếng quán chuối nướng ba trái chuối nè. Vâng, chuối nướng ba trái chuối nè. Vâng, chuối nướng ba trái chuối nè. Muốn ăn được hàng chuối thì phải xếp hãy cái nghĩa ở đây. Thứ này ở đây đôi lúc lại hay. Bởi vì ít ghê lộn. Bởi vì ít ghê lộn. Mình muốn chơi hết đâu rồi, hết đâu rồi. Ok ok ok. Hết đâu rồi. Hết đâu rồi. Tớt mai sau nữa. Mình nghĩ cái nghe. Không phải mình ngầm nhậu đâu nghe. Tao đây tao đuôi rồi nè. À lùi lẹo. Mình không phải mình ngầm nhậu đâu nghe. Mình đã chăng được đó. Rồi các tao đi hẳn bên đi hẳn bên nó con rồi. Thăm thaบอกพี่เขาไม่ได้ยินของมึงใช่ไหมทำท่าขาเจ็บต้องชี้ขาแล้วก็เย้โอเคโอเคโอเคได้ยังไงก็ได้Anh mới gửi cho anh đó à? Em mới gửi cho anh đó. Em mới gửi anh đó. Anh coi đi. Anh coi đi. Bye anh đi. Ok and sao camera. Chứ phải anh. Mấy clip em quay á anh up lên hot lắm luôn. Mọi người share đùng đùng mấy tiếng mà hàng triệu view anh không tin luôn. Cân hả? Ôi lương à. Là quá. Ôi lương mà. Cân nữa em mới gửi cho anh đó. Con nữa. Sorry sorry. Người yêu anh giỏi quá rồi. Nè, có đoạn nào là em gửi ngay đoạn đó liền cho anh nha. Em mệt rồi. Bye honey. Trên thôi, nằm ở trên. Luôn mà. Đang lôn. Nằm ở trên tấm lớp mới. Thầy luôn đang tòa. Luôn mình cầm anh. Chúng mình đang hoảng sợ, Đây đưa cái đó ra trước nè. Có thầy luôn mình lại nè. Chúng mình đang hoảng sợ. Lớn hơn không? 24 26 á. Nó là học nữa. Quy đó học bị kìa. Năn nỉ nó đi. Cái gì? Năn nỉ nó đi. Năn nỉ em đi. Năn nỉ em đi. Cái bố có tí phuên nha. Đứng ngay nguyên màn hình luôn kìa. Cái bố có chuyện phuên nha. Khách. Cái bố có chuyện phuên nha. Mãi cho tao một cục đá thật to. Xuống đây. Cái bộ được chứ đâu chạy xe được đâu. Cái bố có chuyện phuên nha. Sao mỗi lần tôi có chuyện là có vui vậy? Khách. Nè. Đéo tình luôn. Qua đây vô đâu rồi mẹ. Mày lấy cho tao một cục bự nữa. Không tin anh đâu. Té đập đầu. Phải không? Té nè. Quay. Im lặng vô. Thằng Tâm nó nói đúng rồi. Bây giờ mình không còn thời gian nữa đâu. Mẹ của thằng Tâm. Ai, mày quá đáng lắm á. Tao chưa nói câu gì hết trơn à. Ý của tao muốn nói là quá. Xin chào, em cảm ơn. Nên đẹp quá. Nene, why always your interview you talk like that? Because it's the only word that I can speak in Vietnam. Anh nói gì không? Xin chào Huy Khánh đẹp quá, Huy Khánh dễ thương. Tới lượt tao. Ê, tao đâu? Mày đi rồi ai che tôi lên rồi xe tao sao? Ủa là mày qua trước tao thấy đường á, ai móc che cho tao? Tôi ở đây với mày lỗi gì? Thôi, tao không đi sao đâu, lỗi cái chuyện ai lo? Mày lao quá. Má dạ, còn quay qua nữa quá.